Xin chào tất cả em học sinh trên toàn quốc. Ngày hôm nay thì thầy rất là vui mừng khi được gặp gỡ các bạn. Có thể là không qua những cái buổi gặp mặt trực tiếp, nhưng trước hết là thầy cũng đã xuất hiện trước trước hình ảnh trên màn hình của các bạn. Rất là vui mừng khi được cùng cộng tác với cả tuyển sinh 247.com để thầy có thể đưa được các cái bài giảng và thầy có thể giúp rất nhiều bạn là cùng đồng hành với thầy trên cái con đường chinh phục cánh cổng thi vào trường đại học. Tuyển sinh 247.com thì chắc các bạn cũng biết là một trong những cái website rất là tốt về việc là luyện thi trực tuyến, tức là về việc tất cả những cái vấn đề gì về học hành thì các bạn có thể lên lên đây các bạn tham khảo. Và nó như là một cái cam kết cho các bạn rằng là khi mà mình học xong thì tỷ lệ mình vào trường đại học mà mình mong muốn là rất là cao. Thế nên là thầy rất là vui mừng khi được các anh chị ở bên tuyển sinh 247.com là cùng cộng tác, cùng làm sao mà đưa các em vào cánh cổng đại học một cách chuẩn mực nhất. Thế thầy, bây giờ thầy thì sẽ tự giới thiệu với các bạn. Thầy là Nguyễn Quốc Chí. Ngay bây giờ thì các em có thể tạm dừng hình lại một chút để các bạn lên trên Facebook, các bạn tìm Facebook của thầy để làm sao mà chúng ta để có được những cái tương tác nó gần gũi nhất, có được những cái và nhiều khi là nó giúp các bạn hình dung rõ là thầy này thấy cũng có tiếng, thầy cũng là một cái sự đảm bảo lớn cho cái con đường học hành, cho cái con đường tiến vào trên trường đại học, hay là chí ít là để trợ giúp các bạn được điểm số thật là tốt trong những cái bài kiểm tra trên lớp đã, đúng không ạ? Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta tiến lên những cái mức cao hơn, như kiểu là vào trường đại học hay là thậm chí là điểm cao khi các em thi vào đại học. Đó. Thì ngay bây giờ các bạn có thể tìm ngay Facebook thầy nhá. Thì chúng ta hãy cùng giao lưu với nhau ở trên đó. Rất là nhiều bạn rồi. Tính đến thời điểm mà các bạn đang xem ấy thì đấy, chúng ta đã ngay trên Facebook thầy đã có 100.000 bạn học sinh theo dõi rồi. Gần 100.000 học sinh đó. Đấy là một con số khá là lớn và nó cũng là một cái coi như thầy đánh giá là một cái sự uy tín, một cái sự đảm bảo từ thầy đến tất cả các em. Thế nhưng mà tất nhiên là ngày hôm nay thầy có mặt ở đây và thầy xuất hiện trước màn hình của các em không phải là để chúng ta ngồi chúng ta chém gió những cái vấn đề như vậy. Cái chính mà chúng ta cần phải hướng tới là gì? Cái chính chúng ta cần phải hướng tới đó là cái việc học, đúng không ạ? Vì thế là thầy cùng tuyển sinh 247 sẽ cung cấp cho các bạn các cái khóa học để làm sao mà cho cái việc học của các em ấy nó trở nên tốt nhất, nó trở nên là hoàn hảo nhất. Thế mọi năm thì thầy, tất nhiên thầy mọi năm thì thầy vẫn dạy thôi, chứ không phải là không. Và thậm chí là tí nữa khi mà các bạn tìm hiểu ấy, các bạn sẽ thấy được cái mức độ tương tác, cái mức độ bài giảng phủ sóng của thầy trên toàn quốc nó lớn đến mức nào. Thế vì vậy là hy vọng rằng các bạn hãy cố gắng là các bạn nán lại, các bạn xem hết cái clip này để chúng ta, nếu các bạn có không học thì ít ra các bạn cũng biết là cái con đường vào đại học các bạn nên đi như thế nào cho nó hợp lý, chứ không phải là cứ thế mà mình tự đi đến khi sai hướng lúc đấy quay lại thì nó lại quá chậm rồi, đúng không ạ? Muộn rồi. Thế thì khi thầy cùng tuyển sinh 247 cùng nhau cộng tác thì cái giá trị đầu tiên thầy mang tới cho các bạn là các cái khóa học, chưa kể những cái tư vấn về việc đi học, về việc đi làm, nhưng cái cốt lõi mà thầy muốn mang tới cho các bạn là các cái khóa học để làm sao mà các bạn học bài ấy, học các bạn được điểm cao, đúng không ạ? Các bạn thi được vào trường các bạn mong muốn. Đấy chính là cái mà thầy mà rất là muốn đưa tới, và tất nhiên phải nhờ các anh chị bên này, các anh chị có thể giúp được các bạn. Đó. Thế bây giờ thầy sẽ xem là trong cái năm 2018 này ấy, nhất là những bạn sinh năm 2000, những bạn sinh năm 2001 thì thầy sẽ cung cấp cho các bạn những cái khóa học gì để làm sao giúp các bạn có thể học tốt. Thứ nhất, quan trọng nhất vẫn là cái khóa luyện thi trắc nghiệm năm 2018. Bởi vì các bạn biết là gì? Năm vừa rồi ấy, thì Bộ Giáo dục đã chuyển sau 20 năm trời thi chung và rất nhiều lần thi trước đó, Bộ Giáo dục đã có một cái quyết định mang tính gọi là đột phá, tức là thay đổi toàn bộ cái hệ thống thi cử với môn toán từ tự luận chuyển sang hoàn toàn trắc nghiệm. Trắc nghiệm 100% chứ không có nửa vời nữa. Đó, cho nên là không phải là, thực tế là không phải thầy cô giáo nào hay là học sinh nào cũng đủ để nắm bắt được cái sự thay đổi này. Đó, nếu các bạn không có những người hay là những chuyên gia hướng dẫn các bạn về việc làm trắc nghiệm thì rất nhiều khả năng là các bạn sẽ bị người khác bỏ xa. Khi mà tự luận, tất nhiên là toán tự luận với toán trắc nghiệm vẫn là cùng một nền tảng kiến thức,
nhưng dạng bài nó khác nhau, cách tiếp cận nó khác nhau, cách xử lý bài toán khác nhau. Vì vậy là cái mà các bạn cần khi mà các bạn chưa có gì trong tay ấy, là một người có thể hướng dẫn, và thậm chí là một chuyên gia có thể hướng dẫn cho các bạn, đúng không ạ? Đó, thế bây giờ thì các bạn cùng xem nhá. Năm nay thì thực ra là năm này là năm thứ hai, là bộ bộ tổ chức thì cái khóa trắc nghiệm này, thì thầy cũng muốn nói luôn cho các bạn rằng là làm thế nào để các bạn có thể học tốt được, và làm thế nào các bạn có thể điểm cao được khóa, để điểm cao trong các cái bài kiểm tra trắc nghiệm hay là trong các kỳ thi đại học khi thi trắc nghiệm. Thì thứ nhất là ở trong cái khóa học này thì thầy sẽ cung cấp cho các bạn bắt buộc, cái này là thầy nghĩ là bắt buộc phải có hai vấn đề trong cái khóa luyện thi trắc nghiệm này. Tuy là cái khóa luyện thi trắc nghiệm này ấy, nó tên là khóa luyện trắc nghiệm, nhưng trong đó thì thầy vẫn luôn đảm bảo cung cấp cho các bạn hai phần kiến thức, hai luồng kiến thức. Thứ nhất là phải cung cấp cho các bạn là kiến thức nền tảng tự luận. Kiến thức tự luận thật là chắc. Đây, đây là điều mà rất nhiều giáo viên không quan tâm tới. Họ quá là tập trung quá vào những cái trắc nghiệm, họ quá tập trung vào những cái công 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 tác, cái công việc dạy các bạn làm nhanh để ra kết quả, mà họ quên mất một điều rằng là gì? Bản thân họ có được những cái phương pháp làm nhanh đấy là do làm sao các bạn? Do họ có một cái kiến thức nền tự luận nó rất là chắc, đúng không ạ? Kiến thức nền tự luận cực kỳ chắc. Cho nên là gì? Cho nên là họ có thể họ dễ dàng làm một cái bài nhanh. Vì vậy là thầy đã để ý rằng là rất nhiều khóa học, rất nhiều thầy cô không tập trung vào phần này. Dạy ngay trắc nghiệm, thế thì làm sao các bạn hiểu được? Cái cách dạy như vậy nó chỉ hợp với những người đã có kiến thức thôi. Cho nên là những ai mà các bạn đang chưa có một chút kiến thức gì về lớp 12 ấy, thì các bạn hãy tham gia khóa học này. Thì kiến thức nền tự luận của bạn luôn được cung cấp một cách đầy đủ nhất, một cách khoa học nhất. Rồi sau đó thì chúng ta biến từ cái kiến thức nền tự luận khi đã chắc rồi ấy, các bạn mới chuyển thành cái gì? Các em mới chuyển thành là học trắc nghiệm. Học trắc nghiệm đây tức là gì? Mình sẽ lên những cái phương án là à bài này thì các bạn nên làm, bài này thì các bạn nên làm là cách trắc nghiệm, cách làm nhanh để đảm bảo thời gian, hay là bài này các bạn cứ sử dụng cách tự luận cho nhanh. Phải có những cái phương pháp như vậy, có những cái phương pháp, có những cái sự cân nhắc giữa cách làm này, cách làm kia thì bạn mới thành công được. Tức là trong cái khóa học này thầy luôn đảm bảo cho các bạn một điều là phải có kiến thức đã, rồi từ kiến thức các bạn chuyển thể làm nhanh. Đó là một cái hướng đi mà không phải ai cũng dám đi. Rất nhiều thầy cô giáo chỉ chạy theo lợi nhuận là gì? Cứ cái gì làm nhanh là người ta dạy, người ta quên mất một điều rằng là cái cốt lõi là cái quan trọng đó. Và cái này khi mà các bạn gặp những thầy cô giáo ở trên lớp, hay là những thầy cô giáo mà thật sự là họ có tâm ấy, họ sẽ nói ngay với các bạn rằng là gì? Mình phải nắm chắc cái này đã. Khi kiến thức này đã chắc ấy, thì việc chuyển hóa này rất nhanh các bạn. Chuyển hóa không không lâu đâu. Còn hơn là các bạn đi ngay vào những cái gì trắc nghiệm rất khó. Và hầu hết là các thầy cô giáo luôn dạy mỗi trắc nghiệm thôi. Khi mình thi trắc nghiệm ấy, quên mất đấy, các bạn nhớ, quên mất một điều này. Như vậy trong khóa học này để gọi là thầy nó nhẹ nhàng trong 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 tư tưởng ấy, thầy vẫn phải dạy các bạn đủ hai phần. Như vậy khóa học này của bạn cung cấp cho các bạn đến hai luồng kiến thức, đúng không ạ? Như thế là lợi cho các bạn thôi, đúng không? Thầy mất công một chút nhưng các bạn được hưởng lợi, thì cái đấy là thầy điều mà thầy mong muốn nha. Ok, đây cái khóa này là khóa bắt buộc rồi, muốn vào đại học thì phải học, chắc phải học cái khóa này, đúng không ạ? Tiếp theo, bao giờ mình có những cái khóa gọi là khóa nền tảng cung cấp cho các bạn kiến thức có. Thế nhưng mà chúng ta lại phải còn có những cái khóa gọi là khóa bổ trợ. Tức là gì? Tất nhiên nền tảng thì tốt, nhưng nếu các bạn có những cái bổ trợ nó tốt hơn ấy, thì tỷ lệ các bạn được điểm cao nó tăng lên, đúng không ạ? Nếu ví dụ các bạn học cái khóa này, các bạn tỷ lệ điểm cao của các bạn khoảng 80%, thì khi mà các bạn thêm những cái khóa vệ tinh, những cái khóa bổ trợ thêm của các bạn ấy, là bổ trợ thêm kỹ năng này, thêm kỹ năng kia, thêm kỹ năng này, khi các bạn đã có kiến thức nền tảng rồi thì tự nhiên là cái tỷ lệ điểm cao của bạn nó tăng lên rất là nhiều. Đây là một trong những cái minh chứng từ những năm trước. Đấy. Các bạn có thể lên trên Facebook thầy, các bạn xem kết quả của các anh chị, các bạn xem luôn kết quả của những các anh chị thi từ những năm trước cao, tại vì là họ kết hợp rất tốt. Thế thầy có thể nói qua khóa bổ trợ này là gì? Cái khóa bổ trợ đầu tiên ấy chính là việc mà các bạn sử dụng cái máy tính cầm tay, đúng không ạ? Cái máy tính này thì nó sẽ có thể, tức là trên tay các bạn ấy có những cái máy tính đây này, ví dụ thầy nói luôn cái máy tính như thế này, giúp các bạn xử lý nhiều dạng bài trắc nghiệm nhanh, ra câu hỏi chính xác. Bởi vì là thực ra thì chúng ta thi, chúng ta cũng biết là thi trắc nghiệm thì làm thế nào là miễn là ra đáp số, đúng không ạ? Đấy. Tất nhiên để làm được bài thì các bạn phải có kiến thức nền tảng chắc, nhưng để làm nhanh ấy thì
máy tính này là một cái công cụ rất là tốt. Máy tính này vừa giúp các bạn làm nhanh, vừa giúp các bạn làm sao? Nó đỡ mệt óc. Tại trong quá trình các bạn làm 90 phút, 50 câu ấy, rất mệt, mệt đầu óc phần này các bạn. Đấy. Cho nên là những cái gì mà máy nó giải quyết được thì hãy để máy nó giải quyết. Hay con người mình khôn ra ấy, là những cái gì mà mình phải tự giải quyết thì mình phải giải quyết. Còn những cái gì mà người khác giải quyết được hay là máy giải quyết được thì phải để cho máy giải quyết. Công nghệ càng ngày càng phát triển các bạn biết rồi. Người ta luôn ứng dụng công nghệ cho cuộc sống nó tốt hơn chứ không phải là các bạn đi bảo thủ rằng là cái này không quan trọng, không phải, đúng không ạ? Tất cả những kỹ năng này rất nhiều bạn các bạn có thể để ý thấy là nếu ngay bây giờ các bạn có thể xem là các cái bài giảng của thầy về những cái khóa vệ tinh hay là khóa xử lý nhanh bài toán trắc nghiệm bằng máy tính này luôn thu hút đến hàng triệu lượt xem. Hàng triệu lượt xem cho một bài giảng về toán học. Đấy là những cái điều mà thầy nghĩ là không phải ai làm được. Các bạn có thể xem nhiều đa số các bạn xem ấy về lượt xem của các bạn với những cái clip những cái video dạy học khác nó chỉ ở mức chục nghìn thôi. Thầy còn chưa từng thấy ai lên là 100.000 lượt xem. Tuy nhiên là những cái bài giảng của thầy trong những năm vừa rồi ấy, đã lên 1 triệu lượt xem, 1 triệu lượt xem, 2 triệu lượt xem và nhiều triệu lượt xem khác. Đấy. Tất nhiên là thầy cũng rất là tự hào về 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 những cái kỷ lục như vậy. Tuy nhiên rằng là không phải là vì thế mà thầy lại không cập nhật, không phải vì thế mà thầy tự cao tự đắc mà càng ngày phải càng nghiên cứu nhiều. Đấy. Và các bạn càng học sau này ấy, các bạn sẽ càng thấy được là mình sẽ được nhận được rất là nhiều giá trị trong những cái khóa học như thế này, đúng không ạ? Đó. Tiếp tục là sau khi các bạn đã có được những khóa vệ tinh bổ trợ, thầy cũng chưa nói trước là thầy sẽ bổ trợ cho các bạn khóa gì. Ít nhất là thầy cũng có cái khóa sử dụng máy tính cho các em. Thì cuối cùng đến những cái giai đoạn nước rút cuối cùng chúng ta đến những khóa luyện đề. Đây là những cái khóa học mà gì? Mà chúng ta sẽ cung cấp những cái đề thi do thầy lựa chọn phù hợp với cấu trúc, sát với cấu trúc của đề của bộ. Và thầy chữa bằng video cho các bạn. Từng câu từng từng bài, thầy phân tích từng câu từng bài, cách làm nhanh ra sao, cách làm chậm ra sao. Ok. Đó. Và tất cả những cái khóa này thì thầy cùng các anh chị từ CM47 có thể là thống nhất người ta gọi là khóa đảm bảo để cho các bạn có một cái sự đảm bảo nhất về ôn luyện, không nó bổ trợ cho các bạn từ A tới Z, đúng không ạ? Các anh chị bên từ CM47 thì của mình ấy hỗ trợ các bạn rất tốt về các cái công việc hỏi đáp đó. Thế đây là bốn cái khóa học mà các bạn cần phải nhớ. Hy vọng rằng là khi các em cùng thầy các cái khóa học này thì cái việc các bạn được điểm cao trên lớp nó là điều tất yếu, đúng không ạ? Cái việc mà các bạn đi thi đại học, tất nhiên thầy không bao giờ thấy mơ học mình được 10 khó lắm các bạn, điểm 10 đại học gần như là không thể, nhưng được 9, được hơn 9 là những điều hoàn toàn có thể. Đấy. Các bạn tương tác với thầy hàng ngày, các bạn đọc hàng ngày thì thầy nghĩ rằng việc được 9 điểm là chuyện nằm trong tầm tay của các em, không phải là các bạn cảm thấy nó xa vời quá nhá. Nhất là kể cả những cái bạn mà học lực không tốt lắm đấy, thì các bạn vẫn có những cái cơ hội tiếp cận này này. Học online nó hay lắm các bạn. Hôm nay các bạn học, ngày mai các bạn xem lại, xem đi xem lại chắc kiến thức. Từ CM7 để cho các bạn rất nhiều lượt xem đi xem lại đấy. Cho nên là các bạn hãy nắm lấy cái cơ hội này, nắm lấy cơ hội ngay từ đầu năm đi. Đừng để đến khi muộn quá các bạn đến tìm hiểu. Các bạn đã, ôi hôm nay em không hiểu, rồi mãi về sau em mới tìm đến thầy Trí chẳng hạn. Lúc ấy thì muộn rồi, đúng không ạ? Thầy vẫn hy vọng là các bạn sẽ đăng ký khóa học ngay từ đầu tiên, đảm bảo thầy, tại vì là cái thành công của thầy đến hay không ấy là do kết quả của các bạn. Đấy. Các bạn thi cao thầy sẽ lại tiếp tục thi được điểm cao thì đấy thì thầy sẽ lại tiếp tục có những cái khóa học tốt hơn, sẽ lại tự tin hơn trong một công việc của thầy. Đấy. Rõ ràng là cái thành công của thầy đến đến ngày hôm nay ấy, dựa rất nhiều vào cái kết quả của các em, những cái kết quả của các anh chị khóa trước. Cho nên là rất là hy vọng rằng là năm nay là thầy lại cùng các bạn 2001 lại tiếp tục tạo nên những cái điểm số thật là tốt khác, tiếp tục tạo nên những cái sinh viên mới cho các cái trường đại học thuộc top đầu của Việt Nam mình. Thế còn bây giờ thì thôi thì xin chào và hẹn gặp lại các em trong các cái khóa học. Chúng ta liên lan man hơi nhiều rồi đúng không ạ? Đấy, cam kết với các bạn rằng là khi các em học cái khóa học này ấy, chúng ta sẽ có được điểm số cao nhất, tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong các cái bài giảng của thầy.